Chiều ngày 23 tháng 10, tại trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, Tổng cục Kỹ thuật, Nha Trang, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo lễ bế mạc Hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 với sự vào cuộc của lãnh đạo chỉ huy các cấp, các ngành cùng tinh thần phấn đấu, tích cực, chủ động, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn của các đơn vị đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các đơn vị đã tổ chức sửa chữa đồng bộ được gần 3.500 xe ô tô các loại, chuẩn bị gần 1.000 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành xe máy để tham gia dự thi. Hơn 7.000 cán bộ nhân viên kỹ thuật đã tích cực ôn luyện, nâng cao nhận thức về công tác kỹ thuật, luật giao thông đường bộ. Hơn 2.500 đồng chí lái xe trong toàn quân đã chủ động luyện tập, nâng cao trình độ về lái xe ô tô quân sự. Thông qua hội thi, trình độ của nhân viên chuyên môn kỹ thuật và đội ngũ lái xe được nâng cao, nhận thức về luật giao thông đường bộ và các quy tắc về trật tự an toàn giao thông của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng và tình trạng kỹ thuật, tình trạng đồng bộ của trang bị kỹ thuật xe máy được nâng cao. Nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận biểu dương các kết quả đạt được của Hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các cấp trong toàn quân phải tổ chức huấn luyện kỹ thuật xe máy bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật, quản lý chặt chẽ trang bị vật tư kỹ thuật xe máy, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật, tăng cường chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy tắc về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ chiến sĩ. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo công tác kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quy hoạch sử dụng và dự trữ trang bị kỹ thuật xe máy, thường xuyên bảo đảm đủ về số lượng, đúng chủng loại, có chất lượng và đồng bộ trang bị kỹ thuật xe máy cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, thường xuyên quan tâm đầu tư củng cố nâng cấp các hạng mục trong khu kỹ thuật, duy trì nền nếp các hoạt động công tác kỹ thuật theo đúng quy định chuyên ngành kỹ thuật xe máy quân đội theo hướng chính quy, thống nhất, hiện đại. Kết thúc hội thi, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã tặng cờ cho 37 đội tuyển thuộc các khối trong hội thi, gồm 6 giải nhất, 14 giải nhì, 17 giải ba, tặng bằng khen cho 71 tập thể gồm 15 giải nhất, 23 giải nhì, 33 giải ba, tặng bằng khen cho 19 cá nhân gồm 4 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba.